SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, V-League mùa giải năm nay đã buộc phải hủy bỏ giữa chừng. Và với vị trí dẫn đầu bằng xếp hạng trước khi giải đấu bị dừng lại, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức trở thành đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League mùa sau. Theo những thông tin mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã chấp nhận việc câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ là đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự vòng bảng AFC Champions League mùa giải 2022. Tại V-League 2021, sau 12 vòng đấu trước khi giải đấu bị dừng lại, đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ nhì là câu lạc bộ Viettel với cách biệt 3 điểm. Cùng với việc đội bóng phố núi vẫn hoàn toàn đủ điều kiện tham dự V-League mùa sau, AFC đã đồng ý để Hoàng Anh Gia Lai tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất của châu Á. Như vậy, sau 17 năm, câu lạc bộ chủ sân Pleiku đã được trở lại với AFC Champions League. Trong hai lần liên tiếp góp mặt tại giải đấu này vào các năm 2004-2005, Hoàng Anh Gia Lai đều phải dừng bước sau vòng đấu bảng. Trước khi bước vào mùa giải năm sau, mới đây, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã cho câu lạc bộ Công an Nhân dân mượn 9 cầu thủ theo thỏa thuận giữa lãnh đạo hai bên. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.